Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái phương án thiết kế mái mới, đó chính là mái có tầng áp mái Mansard Roof. Các bạn lưu ý công cụ này hãy đổi sang là Main Model, tức là mô hình chính trước đã. Sau đó vào thẻ Manage Design Options, tại lựa chọn Option này, New, các bạn rename và đổi thành là Mansard Roof rồi ạ. Ok, Close. Trong cửa sổ này, trước khi chúng ta thiết kế, các bạn hãy đổi nó về Mansard Roof đã. Như vậy, cái mô hình của chúng ta ấy, là hiện tại không có đối tượng mái nào cả. Sẽ bắt đầu thiết kế từ đây.